Vâng ạ, thưa quý vị, và trước khi mà quý vị đến với những giai điệu âm nhạc thì ngay sau đây quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương trình chính thức trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ với nhiều màu sắc khác nhau đã làm cho buổi tối ngày hôm nay thêm rộn ràng và tươi vui. Và giờ đây chương trình ca nhạc của chúng ta sẽ còn rất nhiều ở phía sau nữa. Những tiết mục hấp dẫn sẽ chờ đợi tất cả quý vị để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ đây, trước khi tiếp tục chương trình văn nghệ thì chúng tôi xin được trân trọng thông báo sau đây, chương trình lễ khai mạc chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền sẽ được phép bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, và thưa quý vị đến tham dự chương trình lễ khai mạc hội hoa Tết Xuân Quý Mão tại Bình Điền trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị các sự hiện diện của những vị đại biểu, những vị khách quý. Về phía lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Bùi Xuân Cường, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, về phía lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Trần Phượng Trân, thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị ông Ngô Thanh Sơn, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Phương, phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị phó trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân, bà Trương Lê Mỹ Ngọc. Thưa quý vị, về phía lãnh đạo quận 8, xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Ngọc Quốc Thuận, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận 8. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị đại tá Lê Văn Quýt, thành ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng công an quận 8. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Tùng, phó bí thư quận ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8. Kính thưa quý vị, về phía đại diện các địa phương tham gia kinh doanh chợ hoa, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đảm, bí thư huyện ủy huyện Chợ Lách, Bến Tre. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Truyền, chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Kính thưa quý vị, về phía tổng công ty thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sacha, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Sacha. Và xin được trân trọng giới thiệu phó bí thư đảng ủy, tổng giám đốc Sacha, ông Lâm Quốc Thành. Cùng các thành viên ban thường vụ đảng ủy, hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm và lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Sacha, và đặc biệt là sự hiện diện của các cô chú anh chị nguyên lãnh đạo Sacha qua các thời kỳ, chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón. Thưa quý vị, về phía công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Thành Tân, đảng ủy viên Sacha, bí thư đảng ủy, giám đốc công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền. Vâng, thưa quý vị, để có được chợ hoa xuân Bình Điền với quy mô ngày càng mở rộng như hiện nay, ngoài sự nỗ lực của tổng công ty thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên và sự tham gia nhiệt tình của các nhà vườn, còn có sự đồng hành của các đơn vị thành viên thuộc Sacha, thay mặt ban lãnh đạo Sacha và ban tổ chức chợ hoa, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn ban điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia hay chương trình Việt Nam và nhiều đơn vị khác đã nhiệt tình hỗ trợ tham gia các hoạt động của chúng tôi tại chợ hoa ngày hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị đã có mặt trong chương trình này. Đây, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lâm Quốc Thành, phó bí thư đảng ủy, tổng giám đốc Sacha sẽ lên phát biểu khai mạc chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền. Xin được trân trọng kính mời ông, và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ông. Kính thưa ông Bùi Xuân Cường, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, kính thưa quý vị lãnh đạo thành phố, quý vị khách mời cùng toàn thể bà con thương nhân, nhà vườn. Hôm nay, Tổng công ty thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên vui mừng chào đón quý vị tham dự lễ khai mạc chợ hoa Quý Mão 2023 tại khu thương mại Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
với chủ đề Xuân An Vui, Xuân Thịnh Vượng. Kính thưa quý vị, chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền là một trong các chợ hoa Tết cấp thành phố. Đây là lần thứ 9 chợ hoa được tổ chức từ 13 tháng Giêng đến trưa 21 tháng Giêng năm 2023, tức 22 đến 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Chợ hoa được tổ chức nhằm tạo thêm điểm kinh doanh hoa Tết thuận lợi cho nhà vườn không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn đến từ các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, hợp tác xã Tân Quy Đông thuộc thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Đây cũng là điểm du xuân cho người dân, đặc biệt là cư dân khu vực vùng ven phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích 12.000 m2 được chia thành 282 lô thuộc 5 cụm cho các nhà vườn. Ngoài loại hoa xuân truyền thống, còn có nhiều loại hoa độc đáo như bông giấy đổi màu theo ánh sáng, cúc mâm xôi, cam lửa, vân vân, mang đến một không gian rực rỡ màu sắc, tương tự các năm trước với chủ trương khuyến khích bà con nhà vườn tham gia nhiệt tình. Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền tiếp tục miễn tiền thuê điểm bán, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà vườn gửi lại hàng hóa và chỉ cần trả mặt bằng trước ngày 27 tháng Giêng. Tham quan chợ hoa, quý khách sẽ được thưởng lãm nhiều tiểu cảnh ấn tượng và đặc sắc, đặc biệt là khu vực ở ngay bến cặp tàu để có những tấm hình kỷ niệm độc đáo tươi sáng dịp xuân hè. Xin về, trẻ em sẽ được tham quan miễn phí tại khu vui chơi thiếu nhi với nhiều trò chơi dân gian cùng quà tặng hấp dẫn. Bên cạnh đó, quý khách còn được phục vụ âm nhạc ngoài trời hàng đêm từ 26 đến 29 tháng Chạp, mua sắm các sản phẩm thiết yếu, thực phẩm chế biến, giỏ quà Tết, đặc sản phương Nam và trái cây chưng Tết với giá cạnh tranh thông qua sự tham gia của các đơn vị thành viên SATA. Kính thưa toàn thể quan khách, thay mặt ban lãnh đạo tổng công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành thành phố, ban quản lý khu Nam, lãnh đạo quận 8, huyện Bình Chánh, phường 7, quận 8, cùng lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Sa Đéc, Đồng Tháp luôn quan tâm hỗ trợ để chợ hoa Bình Điền năm 2023 được tổ chức chu đáo nhất. Xin cảm ơn các nhà vườn, các đối tác, thương nhân chợ Bình Điền đã tham gia ủng hộ, góp phần vào sự thành công của chợ hoa. Cảm ơn các cơ quan báo chí đã đến dự và đưa tin trước, trong và sau lễ khai mạc này. Chào đón xuân mới. Thay mặt ban lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, tôi trân trọng gửi đến quý vị và gia đình lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Chúc bà con thương nhân mua may bán đắt, vạn sự hanh thông. Tôi xin tuyên bố khai mạc chợ hoa Xuân Bình Điền năm 2023. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, sau nhiều năm tổ chức thì hội hoa Xuân Bình Điền được xem như một nét văn hóa mà thường niên được tổ chức tại đây, là nơi để cho các tiểu thương cũng như các nhà vườn có cơ hội được quảng bá doanh nghiệp của mình, cũng như là các tác phẩm của mình, các giống cây của mình đến đông đảo với bà con hơn. Và chúng tôi tin rằng đây sẽ là một nơi giúp cho các nhà vườn, nhà nông của chúng ta sẽ phát triển mạnh hơn trong thời gian sắp tới nữa nếu chúng ta tổ chức. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời quý vị có tên sau đây sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc chương trình chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu, quý vị khách quý cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc chợ hoa Tết Quý Mão 2023 tại khu thương mại Bình Điền. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Xuân Cường, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Võ Ngọc Quốc Thuận, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận 8. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Phượng Trân, thành ủy viên, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng kính mời quý ông bà di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc ạ. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Ngô Thanh Sơn,
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đạm, Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Lách, Bến Tre. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sa Tra. Xin trân trọng kính mời ông Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sa Tra. Và trân trọng kính mời ông Phan Thành Tân, Đảng ủy viên Sa Tra, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bến Điền. Chúng tôi xin được mời các vị đại biểu chúng ta vui lòng tiến về khu vực băng khai mạc và chúng ta chuẩn bị thực hiện nghi thức ngày hôm nay sau khi Minh Hưng cũng như là Ngọc Thủy hồ bà tiếng đếm ạ. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là giây phút thiên thời để lời nhân hòa, chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc lễ khai mạc chợ Hoa Xuân Bình Điền 2023. Và xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Minh Hưng và Ngọc Thủy chúng ta đếm ngược để đến với nghi thức các băng khai mạc. Thưa quý vị, nào xin mời 3, 2, 1 bắt đầu. Mời thưa quý vị trên sân khấu lên ảnh các vị đại biểu chúng ta vâng ạ. Chúng tôi xin được cảm ơn các vị đại biểu trên sân khấu, xin được chúc mừng cho các tiểu thương, các nhà vườn của chúng ta sẽ có một năm mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.